thì ai cũng nhận là đồ hải sản của mình ngon hết. Mình đang đi ra mua hải sản để tối nay team nướng anh em. Có con gì ta? Con gì ta? Cái này nó xe mấy cái viên cát nhỏ nhỏ này nè. Mình hơi ngố anh em nào dân biển bổ túc cho mình là con này là con gì mà nó đục cái lỗ nó xe mấy cái viên cát lại như mấy viên bi luôn nè. Alo hay vậy trời. Đây nè. Đó. Đây nè, tạo viên cát thành mấy cái hạt bi luôn nè. Thấy không? Đó. Nè, rồi sao nó lại có thể làm tròn lại như vậy ta? Đây nè anh em, nó là đây nè. Đó. Hay vậy. Con gì vậy ta? Không có mực hời không? Hả? Bộ ốc ngon quá. Tỏi mà ký 200 nước mắm hành là nước mắm đây làm chín cho mình đầy đủ luôn. Có này là kêu bằng ốc gì con? Có ốc tỏi anh. Nhiều con vậy? Ký 200 anh có bớt hết trơn vậy ốc. Nó review ở trên kia ngon lắm, trên TV á. Cá kìa, cá còn sống nè. Cá đó, cá đó cá gì á? Cá cá mú, đây là cá cam. Cá mú nhiêu ký? Cá mú là 350, nhìn hóa hành. Có cá còn nhát gì không con? Mú có 350 ký. Còn sống luôn, cá muốn 3 em lượng chị. Đây để em muốn hấp hay là em muốn hành. Con này cũng vậy đúng không? Như nhau luôn à. Con này khoảng nhiêu? Ít người thì mang con cá nhỏ, còn nhiều người thì mang cá con đó. Này tầm 2 kg không? Không, cái muốn cái 2 à cha. Còn đó, con này à. Không tới 2 kg là con đó. Ở đây chị mấy chị đủ nè. Vậy mấy người? Em đi 7-8 người nhưng mà em đi tôm, mua tôm, mua cá em luôn nha. Em tự nướng nha, em còn không cần ấy. Đấy là dịch từ giờ dịch chế biến đúng không? Chị làm cho em thôi. À là thịt sỉ cho em thôi. Chị tối em ra bầu trắng em nướng ngoài đó. À. Cá. Con qua làm cá mú đi, con này ngon nè. Làm cá mú đi. Còn thùng đúng không? Đây này. Ừ. Mú. Còn tế bạc. Ừ. Đây là bây giờ anh sống luôn. Không em có giấy bạc rồi. Tự mang ra ốc nè. Ờ mũ nè, ốc nè. Ồ con nào đây, ốc tỏi kìa, ốc tỏi kìa, ốc nó ngon kìa. Con này nướng nó không kiểu mỡ hành tưới lên. Mình thì là không có mỡ hành. Nhưng không có mỡ hành chỉ cho em mỡ hành. Cho em bịt mỡ hành đấy hả? Cửa công có mỡ hành, chỉ có mỡ hành đưa cho mình nướng thôi. Ừ. Ốc đó với lại ốc nào? Ốc này à? Sò này nè. Nhau hai vòi à? Nhau hai vòi này nhiêu? Đó 250. Anh nói đừng có bóp. Anh. Đừng có bóp vậy là nó chết con ốc của em. Dạ. Hay là mua sò lông hay cái này đi. Nhau hai vòi cái bài này. Sò lông mỡ hành nè. Đúng rồi, sò lông. Mỡ hành này to với lại ốc tỏi nha. Với lại một con cá này. À. Hả? Hai hai ký này đi. Nhiều lấy nhiều nha. Chừng đó hả? Được không con? Ừ. Được. Ok. Hai ký đúng rồi. Chứ giờ bả ăn có ốc tỏi như này. Cá mú ngon, nhìn đã sống luôn, tuyệt vời. Tuy có chứ. Ốc tỏi này em biết làm không? Hay là để chị luộc xong rồi chị làm sạch sẽ thì em đi ra đó anh nướng nha. Mà cái ốc tỏi này hả? À, còn cái này thì em đem ra đó anh tự nướng được này. Thôi vậy em lấy cái này em tự nướng á, chứ không cần làm chị làm đâu. Không
Không không không, khỏi khỏi mất công thì anh em đi giờ mà. Bây giờ anh chuẩn bị em đi rồi. À, ok vậy thì em mua con khác đi, em mua sò lông hay mua sò nào làm được ra đó nấu được á. Sò lông đây. À. Sò lông này. Hay là sò chiên này. Sò lông đi. Dạ. Hai ký sò lông. Trời ơi, vừa là để mấy con chết luôn bàn luộc lên. Tao quá ơ toàn. Ha, nhiều quá rồi. Nhiều à. Thôi bớt sò lông đi rồi mình chắc để mua thêm. Rồi, phân nửa để mình lấy để em mua thêm. Ừ. Cũng đâu có mang nồi theo đâu, chủ yếu nướng thôi. Con này. Nướng thôi, chỉ có nướng thôi. Con sò mai kia nướng được không? Sò mai thì phải luộc xong em mới nướng. Thế à? Cái gì đâu giờ nó lắc tỏi chị luộc sẵn, chị làm sẵn luôn là em ra là chị gác lên em nướng không? Trong vòng 5 10 phút là chị làm xong em rồi. Con nó là phải còn gan mà. Này sò dương à? Cái sò dương. Đây chỉ có sò thôi chứ gì đó. Ốc tỏi mà thôi. Không có tôm, không có tôm. Không có tôm mà, chị tôm nhỏ không có hả? Còn mực mực này đó hả? Hương, ốc hương kìa. Hả? Ốc hương à? Hay là mực chắc chỉ có mực này chứ làm gì có mực tươi luôn đúng không? Một á. Bắt lên luộc là nó mau lắm, luộc một xíu là chị thương cho em luộc bây giờ. Mực bao nhiêu ký chị? Một em đem đi là tính 208, còn ăn ở đây thì 300. Đây chị hấp đồ luôn thì 300. Hấp hương nè. 400 ký. Sao con mực rồi sao? Xong rồi nếu mà không không tư thì trên đây ta lại. Ở đây bán cả ngày cả đêm bay luôn, có chạy chỗ nào hết á. Không được á, mừng đấy. Lấy một cái. Đây bán làm luôn nè. À? Hả? Làm luôn hay là phải làm chứ mình đâu biết làm đâu. Với ra kia là chỗ đâu có. Cái sạch sa tế ốc chưa? Thì cho em miếng sa tế đi. Cái làm luôn, làm bây giờ làm luôn. Cho bà chị ướp cho em á, em ra ngoài nướng thôi. Em luôn ai cho bà nướng luôn. Em lấy mấy con. Hai con đi. Hai con. Rồi tính là vô mua bà kia cái gì? Bà kia bà lại nói cho. Chị vào đây về muốn mua gà, mua ở đâu chị? Còn đi từ đây lên đường lên Bầu Trắng nó có chợ nào nữa không? Không. Không còn chợ nào nữa hả? Chợ bên nước đi sáng không, giờ là chợ. Ở đây á, chợ là giờ này, chợ ở đây là em cái chợ sáng không, chiều gà rồi là không có. Người dân thì cũng phải chợ chiều rồi chứ bây trời. Bây giờ nếu em muốn gà là chị chuyển giùm cho em mà tới 180 200 ngàn một ký lợn, trăm của. Con lợn bán mình như 1 ký anh ha. Mà muốn gà ông lợn bán mình như 1 ký. Còn mấy mình chăm được, đây là giờ mấy đứa này nó muốn mua này. Thiệt á. Dạ ông thả gà nhà, ông thả dưa thả nhà á. Nó mẩy lên nè. Chắc bị chắc nó
mày dục trái dừa chưa? Cái sợi dân mình thôi mà sợi đó, mày dục trái dừa chưa? Lả lướt giống em này nhìn nè. Đó. Có một chân thôi. Nó sẽ đắng dữ rồi. Rồi. Làm cái gì làm nha. Để nó chịu đi. Rồi cho tay đi. Giúp tay nha. Cái tay hai đi. Ok. Để hai đứa mình. Điện thoại mình đang quay à. Xong cái máy ảnh. Được chưa anh? Đi xuống đi. Được rồi, hai đứa mình. Nhìn nhau nha. Cái cuối đầu xíu, ngửa sao quá. Đúng rồi.